Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở. Đón vận may bất ngờ, làm một được 10, trúng số độc đắc, tiền bạc ùa về như mưa, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, theo luận giải mới nhất các bậc thầy tử vi nhận định, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Khi một người có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì và có các tinh soi chiếu, sẽ gặp được rất nhiều may mắn, có nhiều tin tốt lành trong cuộc sống, rất nhiều cơ hội đang đón chờ bản mệnh. Nếu biết tu tập gia tăng phước báu, nắm bắt thời cơ, sẽ có cơ hội gia tăng tài lộc nhanh chóng, đổi đời thành đại gia, giàu có nhất vùng. Trong video ngày hôm nay, Lộc Phú Quý sẽ luận giải chi tiết tử vi tuổi Đinh Mùi khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, để từ đó, quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi có thể áp dụng, lập các kế hoạch phát triển sự nghiệp, gia tăng tài chính, chủ động hơn trong cuộc sống, chào đón một cuộc sống an lạc, giàu sang, phú quý trong tương lai. Vậy cụ thể chi tiết vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi khi xuất hiện 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì sẽ ra sao? Hãy cùng Lộc Phú Quý đi vào luận giải ngay sau đây cô bác anh chị nhé! Tiết lộ bí mật động trời, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 may mắn sẽ ra sao, giàu có hay vận hạn thế nào khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì? Quý vị thân mến, người xưa nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nên họ rất coi trọng việc nhìn người để kết giao. Vô luận là kết giao bạn bè, tìm kiếm bạn đời hay tìm kiếm bạn hàng, đối tác làm ăn, thì người đó đều có ảnh hưởng đến cả đời bạn. Đời người quả thực để có một tình bạn chân chính không phải việc dễ dàng, nhưng có thể có một tình bạn tri âm, tri kỷ thì đã là thành công lớn, là hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Có rất nhiều trường hợp những người cùng chung chí hướng, cùng gây dựng sự nghiệp trở nên bất hòa và phản bội lẫn nhau. Không phải vì không thể cộng khổ, mà là không thể đồng cam. Đây cũng là bởi vì khi đối mặt với lợi ích thiết thân người ta thường quên mất khi cộng khổ cùng nhau. Cho nên, có thể ở trước lợi ích mà vẫn có thể giữ được một tâm bình thản, lý trí, vẫn có thể chia ngọt sẻ bùi, thì đó là người đáng giá kết giao. Còn khi nhìn ra khuyết điểm, những thiếu sót của bạn thì họ không ghét bỏ, rời xa bạn, mà là chân thành khuyên bảo để bạn cải thiện, tiến bộ. Nếu những thiếu sót ấy không phải quá quan trọng và tuy rằng bạn không có cải thiện, nhưng người có đức tính này vẫn sẽ tiếp tục kết giao với bạn. Người như vậy là người tốt, đáng giá kết giao thâm sâu. Cổ nhân giảng, bách thiện hiếu vi tiên, người có tấm lòng hiếu thảo sẽ không chỉ đối xử tốt với cha mẹ mình, mà còn đối xử tốt đúng mực với người khác. Người ấy cũng lại hiểu được biết ơn, cha mẹ vĩnh viễn là ân nhân đầu tiên của mỗi người chúng ta. Cho nên, nếu một người mà ngay cả hiếu kính cha mẹ cũng không làm được, thì rất khó đối xử tốt với bạn bè, thậm chí khi bạn gặp khó khăn, nguy nan, họ sẽ sẵn sàng rời bỏ bạn mà đi. Những người chân thành, chính trực thường không ẩn giấu tư tâm, thậm chí có đôi khi vì chính trực mà họ có thể đắc tội với bạn. Nhưng chính điều đó nói rõ rằng, người đó là người có nguyên tắc, không vì tình cảm riêng mà đánh mất nguyên tắc sống của mình. Người mà hôm nay vì giữ sự chính trực mà đắc tội với bạn, thì ngày mai mới có thể vì giữ sự chính trực mà bảo vệ bạn. Cho nên gặp được người chân thành, chính trực, đừng vì họ không nhiệt tâm kết giao mà xa lánh họ. Người như vậy rất đáng giá kết thâm giao. Người có nhân cách độc lập sẽ không vì thân phận và địa vị của đối phương mà thay đổi thái độ. Họ có thể cùng người có thân phận thấp hèn kết giao chân tình, mà cũng có thể cùng người có thân phận cao quý nói chuyện một cách bình tĩnh, chứ không đón ý nịnh nọt. Người như vậy, giả sử có ngày bạn trở nên nghèo túng, thì họ nhất định có thể giúp đỡ hết mình. Còn nếu có ngày bạn phát đạt, họ cũng vẫn không ngại mà chỉ ra những chỗ thiếu sót của bạn, không vì sự giàu sang của bạn mà đánh mất nhân cách, danh dự của bản thân mình. Nếu có thể gặp một người biết lắng nghe, bạn không cần giải thích quá nhiều, họ vẫn có thể hiểu được bạn, thì hãy kết giao với họ. Bởi vì người như vậy thường có nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan gần giống với bạn, kết giao với người như vậy. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh họ, cho dù giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn gì đi nữa, thì cũng sẽ nhanh chóng được hóa giải. Một triết gia thời xưa từng nói, trong kết giao bạn bè, tìm bạn đời hay kết giao làm ăn kinh doanh, điều tối quan trọng chính là nếu bạn muốn được kết giao với những người đáng giá, thì trước tiên hãy trở thành người để người khác đáng giá kết giao. Đây thực sự là bài học vô cùng quý báu, có ý nghĩa đến tận ngày nay. Và sau đây, ta hãy cùng đi tìm hiểu đôi nét về tử vi vận mệnh cuộc đời đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 này nhé. Người tuổi Đinh Mùi mang mệnh thủy, tính cách của họ cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, song có phần ưa hoàn mỹ thái quá
nên dù chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho Mùi Thủy phiền não, suy nghĩ không thôi. Người này cần tìm cho mình bạn đời có tính cách độc lập và quyết đoán để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác, họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tuổi Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, với tâm hồn lãng mạn, phong phú, bay bổng của mình. Người tuổi Đinh Mùi có lẽ phù hợp nhất với lĩnh vực nghệ thuật, không ít những người trong số họ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên tài năng và nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý, chỉ đạo người khác. Tuổi Đinh Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người, làm việc trong môi trường tự do, thoải mái, sẽ giúp tuổi Đinh Mùi phát huy được hết ưu điểm, khả năng của mình. Trong những lúc căng thẳng, áp lực, họ cần được nghỉ ngơi để tiếp thêm sức mạnh giải quyết vấn đề. Khi làm việc tập thể, tuổi Đinh Mùi luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho mọi người xung quanh. Điều đó giúp cho họ chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều đồng nghiệp. Sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Đinh Mùi. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè, nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi, tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức, nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của Đinh Mùi rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè, họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Vận đào hoa của người tuổi Đinh Mùi khá vượng, dù là nam hay nữ thì cũng đều có sức quyến rũ rất lớn với người khác phái, người có đôi tình cảm hai bên nồng nàn, thắm thiết. Song phải chú ý bởi có thể xuất hiện nguy cơ người thứ ba xen vào giữa mối quan hệ hai người. Song ngay cả khi ấy cũng không được dối mà phải bình tâm tĩnh khí, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, đứng ở góc độ đối phương để hiểu tình hình trước khi xét đoán, những phiền não và rắc rối sẽ mau chóng được giải quyết. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi không được tốt lắm về đường tài lộc, song cũng chớ nên quá lo lắng. Dù điều kiện kinh tế có không được bằng người, nhưng tất sẽ có quý nhân tương trợ, có một khoản tiền về tay. Ngoài ra, bản mệnh nên xem xét mua những đồ có giá trị hoặc đầu tư tiền bạc vào bất động sản, nguy cơ hao tài tốn của sẽ giảm bớt phần nào. Có một điều khá may mắn với con giáp này, đó là cứ mỗi cuối năm đều có một khoản tiền xông xênh đón Tết khi gặp phải khó khăn về tài chính. Bản mệnh cần nỗ lực để giải quyết vấn đề, vượt qua trở ngại thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, giúp cho sự nghiệp tăng đà tiến bước. Vũ trụ quan của Đinh Mùi là một vũ trụ bé nhỏ, trong vũ trụ đấy chỉ có vài người, chỉ thấy vài người là đáng để Đinh Mùi mở lòng ra thôi, vậy là đủ, vì Đinh Mùi luôn biết tận hưởng cuộc sống, luôn biết vui thú với cái thú vui của chính mình. Ta không cần thêm bạn vì ta có đủ rồi, một người có thể tự chữa lành, có thể tự khiêu vũ với cái bóng của chính mình, thì đâu có cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Một chu kỳ suy thường dài hơn một chu kỳ thịnh,
Một chu kỳ thịnh mà không biết nắm bắt thì sẽ uổng phí lắm thay. Cái vận may của Đinh Mùi sẽ bắt đầu ngay khi bước vào nửa đầu tháng 6. Vậy nên, giờ là lúc Đinh Mùi không cần quan tâm đến quá khứ, cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá xa. Hãy tập trung vào hiện tại, khơi dậy những nhiệt huyết của bản thân, tự chữa lành tâm thức mang nhiều tổn thương, rồi mạnh dạn đi theo đuổi cái sự công thành của mình nhé. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Đinh Mùi sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Tử vi tuổi Đinh Mùi phát triển thuận lợi nhờ nguyệt lệnh lâm dưỡng. Thời gian tới hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian gặt hái thành công mới đối với bản mệnh sinh năm 1967, nhưng thành hay bại chủ yếu phụ thuộc vào thái độ sống của bạn. Những năm tháng tới đây, trong những lúc khó khăn, Đinh Mùi sẽ được sự trợ giúp của tổ tiên chỉ đường, dẫn lối, giúp bạn tìm ra con đường phù hợp cho sự phát triển của bản thân về sự nghiệp và tài lộc, vận may tiếp tục thăng tiến. Bên cạnh đó, sự nghiệp của bạn tăng lên chóng mặt với những người làm ăn kinh doanh, có thể sẽ được ký kết một số hợp đồng hợp tác có triển vọng, có sự thể đột phá về nhiều mặt. Người tuổi Đinh Mùi nên cẩn thận trước ảnh hưởng tiêu cực của tương hình cục, bởi nó khiến tính cách bạn trở nên nóng nảy, suy tư, tiêu cực và hay lo lắng một cách thái quá. Trong chuyện làm ăn thì có thể gạt rất nhiều thành công, nhưng đôi lúc nguy nan lại không có ai ủng hộ bạn. Bạn làm đúng thì chẳng ai khen, nhưng hễ làm sai một chút là bị soi mói, sân si từng chút một. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng nhụt chí, thói đời là vậy, có người ganh ghét ghen tức vì bạn thành công hơn người ta. Bạn nên vui mừng vì điều đó, vì bạn đã thành công chính trên con đường của mình, chẳng cần phải để ý đến lời đàm tiếu của ai cả. Tử vi khuyên bạn nên tập trung hơn vào sự nghiệp và kiếm tiền, các mối quan hệ của bạn sẽ không có nhiều tiến triển là bao. Bên cạnh đó, đừng dồn quá nhiều sức lực vào các mối quan hệ của mình. Trong tình cảm, nhiều người rơi vào chuyện tình éo le, dưới ảnh hưởng của đào hoa vượng, dù đã có gia đình riêng. Nhưng sức hút của Đinh Mùi là thế lực gì đó không thể chối cãi. Họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, càng về cuối tháng thì càng phải yêu đương cẩn thận. Không nhập nhằng, làm gì, yêu ai cũng phải rõ ràng và dứt khoát, tránh để bản thân không rơi vào tình trạng khó xử. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Đinh Mùi. Khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. Tử vi khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, năm Giáp Thìn 2024, nhờ quan đới tạo điều kiện thuận lợi nên vận quý nhân tăng lên, thậm chí có người tuổi Đinh Mùi còn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, mọi sự thuận lợi vì được nhiều người giúp sức và được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Thêm vào đó, bạn có tư duy nhạy bén và khả năng phân tích đỉnh cao, nên con giáp tuổi Đinh Mùi cũng nổi trội và được chú ý hơn trong công việc, được sự chú ý của mọi đồng nghiệp. Tuy nhiên, đừng vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang kẻo vận may biến mất, chính ấn mang tới nhiều điều kiện tốt, nhưng chính Đinh Mùi sớm nhận ra mình càng ngày càng bận rộn hơn, khi phải theo đuổi nhiều công việc hơn để ổn định thu nhập của mình, thế nên đừng quên thường xuyên đánh giá và tìm giải pháp cân bằng, phù hợp giữa cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đôi khi Đinh Mùi nên hạ cái tôi của mình xuống để hòa đồng với mọi người. Bên cạnh đó, hãy nhớ trân trọng sự giúp đỡ của những người xung quanh mình, vì chính nhờ họ đã giúp đỡ bạn đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp đấy. Tử vi tài lộc của tuổi Đinh Mùi, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở, hộ trì. May mắn bản mệnh được Thái Dương cát tinh mang tới vận may cho bản mệnh về tiền bạc, Đinh Mùi có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức. Thêm vào đó, tháng mới Đinh Mùi có cơ hội phát tài nhỏ, hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi mình đang có. Đinh Mùi có thể tăng tài lộc của mình lên, thứ tài của mình trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại có nhiều lợi thế hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, con giáp tuổi Đinh Mùi nhớ thận trọng, đừng vì tham lam mà đánh đổi, thành công nhiều nhưng bạn cũng sẽ đổi lại có nhiều rủi ro mà bạn không thể thấy được. Vì vậy, lúc này không nên liều lĩnh làm gì đó quá phá cách và táo bạo trước khi làm việc gì. Đinh Mùi cũng nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm về vấn đề đó và tìm hiểu thêm những rủi ro Đinh Mùi sẽ gặp phải để đề phòng khắc phục những vấn đề đó. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở, hộ trì, năm Giáp Thìn 2024 tuổi Đinh Mùi âm lịch nói rằng tháng mới không có hạn lớn về sức khỏe. Đinh Mùi hãy yên tâm mà sống vui, sống khỏe và cống hiến cho công việc, chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống hoặc có thể tham gia các câu lạc bộ sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Nhưng có lưu ý lớn là trong nửa cuối khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, thời tiết không hợp với Đinh Mùi, nên Đinh Mùi cần cẩn thận kẻo bị dị ứng, cảm lạnh hoặc sốt virus, đau mắt. Đinh Mùi nên giữ ấm cơ thể và thăm khám sức khỏe thường xuyên, tránh chủ quan.
Có ý kiến cho rằng, bản mệnh tuổi Đinh Mùi nên ra ngoài trời để hấp thụ năng lượng tích cực của thiên nhiên và đi du lịch nhiều hơn cùng gia đình. Để tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh thì làm gì cũng vui vẻ, hạnh phúc. Về tình duyên, gia đạo. Vận trình tình duyên của bản mệnh và lý trí rõ ràng, không giận hờn vô cớ, có vấn đề là cả hai bên sẽ ngồi lại giải quyết với nhau nên cũng đỡ mệt mỏi vì tình hơn tháng cũ. Dù Đinh Mùi đang giận dữ một ai đó hay giận dữ chính mình, nếu có thể hãy buông bỏ đi, điều này không dễ dàng chút nào, nhưng hãy nhớ bạn cũng cần tha thứ càng sớm, thì Đinh Mùi có thêm cơ hội để sửa chữa và tự cải thiện chính mình. Không ai hiểu Đinh Mùi bằng chính mình và chính Đinh Mùi cũng là người không bao giờ bỏ rơi Đinh Mùi vào những lúc khó khăn, mệt mỏi nhất. Vậy nên Tử Vi cũng khuyên Đinh Mùi nên bớt hy vọng vào bạn bè xung quanh mình, thân thiết với vài người là quá đủ, nhiều quá thì mất chất. Mối quan hệ gia đạo giữa các thành viên trong gia đình không mấy tốt đẹp, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp vì những việc nhỏ nhặt, thậm chí có thể xảy ra cãi vã lớn. Trong những lúc này, bạn nên giữ tinh thần bình tĩnh, giải quyết từng khúc mắc nhỏ một, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn bao giờ hết. Kính chúc bản mệnh tuổi Đinh Mùi khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở, hộ trì, luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 thân mến, để cải thiện thay mệnh của mình, mang lại tài vận, cần mang theo vật phẩm phong thủy sau. Tỷ hưu phong thủy. Công dụng chiêu tài của tỷ hưu trong phong thủy, trong kinh doanh, tỷ hưu là linh vật chiêu tài hết sức linh nghiệm. Các công ty lớn, các sòng bài ở Hồng Kông, Macau, Singapore thường đặt tỷ hưu trong phòng làm việc, trong lồng kính, nhằm tránh mất cắp, sẽ mang lại xui xẻo. Một những tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam cũng đặt tỷ hưu làm logo của công ty. Ngoài ra, tỷ hưu cũng được cho là linh vật phong thủy số 1 của các tổ chức tội phạm. Tác dụng hóa giải ngũ đại hoàng sát của tỷ hưu. Trong cuộc sống, tỷ hưu là linh vật có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát, một loại sát tinh có hại cho các thành viên trong gia đình, làm suy giảm sức khỏe và tài vận. 3. Thiềm thư phong thủy. Vật phẩm thiềm thư thường được sử dụng với hình tượng cóc ngồi trên một tấm thảm châu báu, tiền bạc, vàng thỏi và ngậm tiền trong miệng. Cóc ngậm tiền là một trong những vật phẩm phong thủy đem lại cả vận may lẫn tiền tài cho gia chủ. Cóc ngậm tiền thường ngậm 2 đồng xu trong miệng và có 7 dấu chấm ở lưng theo đúng hình dáng của chòm sao đại hùng nằm hướng cực bắc. Vật phẩm phong thủy này thích hợp cho những ai đang có ý định làm gia tăng khối tài sản của mình. Bên cạnh việc thu hút tiền tài và sự bảo vệ, thiềm thư còn giúp gia chủ ngăn chặn các vận xấu liên quan đến việc thất thoát tiền bạc. Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc có một chú cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền được tin là có sức mạnh độc đáo, đầy quyền năng, nó có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn đối mặt trong cuộc sống. 4. Tượng cá phong thủy. Con cá là một biểu tượng giàu sang và phú quý trong thuật phong thủy, không chỉ vì âm tiết gọi mà còn vì loài cá rất dồi dào về số lượng. Khả năng sinh sôi, nảy nở của chúng là biểu tượng của sự màu mỡ và hình ảnh cá luôn luôn bơi lội tung tăng mang thông điệp. Loài này rất hạnh phúc trong môi trường sống, vì lẽ đó, cá cũng trở thành biểu tượng cho cuộc hôn nhân hài hòa. Vào thời xưa, cá từng là một trong những vật không thể thiếu trong của hồi môn của cô dâu. Một đôi cá cũng là biểu tượng của sự vui mừng của cặp nam nữ khi được hợp nhất duyên số. Con cá cũng được người xưa tin rằng có khả năng chống lại những điềm gở, vì nó là một trong những thứ tìm được dưới dấu chân của Đức Phật Thích Ca. Tương truyền rằng, hình tượng của một đôi cá đã được vẽ trên một bản phác họa và được coi là một trong 8 báu vật của Đức Phật. Do vậy, chúng thường được thêu lên rèm cửa và gối với mong muốn là có được nhiều may mắn. Tấm bùa hộ mệnh của đôi cá cũng được cho là có tác dụng bảo vệ rất lớn. Chúng thường được làm bằng vàng, đôi khi cũng được làm những loại đá quý như ruby, đá sapphire và ngọc lục bảo. Ngày nay, biểu tượng này còn được làm bằng kim cương với kiểu dáng và chi tiết rất tinh xảo. 5. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy mang lại sự thông tuệ, uyên bác, sáng suốt, trôi chảy và mở mang mối quan hệ giao tiếp cho bạn. Quả cầu phong thủy cũng đem lại sự tôn trọng, tự tin, may mắn đến cho bạn. Quả cầu giúp tăng trí thông minh, công danh và tài lộc, đỗ đạt khoa bảng, cải thiện sự trì trệ và bế tắc trong công việc, chế ngự hung khí đem lại bệnh tật và thị phi đấu đá. Quả cầu đá giúp xoa dịu cơn giận dữ và lấy lại cảm xúc bình tĩnh, mang đến một cảm giác cân bằng và hài hòa, được chế tác từ các loại đá của may mắn và cơ hội. 6. Gậy như ý phong thủy. Hoàng đế mang vương trượng, tượng trưng cho uy quyền của hoàng đế, kể từ đó, quyền trượng được xem như một biểu tượng của quyền lực tối cao. Ngày nay, đặt quyền trượng trong nhà hoặc trong văn phòng được cho là sẽ tăng cường năng lượng, chủ yếu về sự lãnh đạo và gây ảnh hưởng. Nếu bạn là nhà quản lý hoặc làm công việc giám sát,
thì quyền trượng sẽ bảo đảm quyền hạn của bạn được công nhận và ý kiến quyết định của bạn được tôn trọng. Quyền trượng là một công cụ phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Khi được đặt trong nhà, quyền trượng là công cụ có ảnh hưởng rất tốt cho người chủ gia đình. 7. Thuyền phong thủy. Thuyền rồng cõng tiền tài là biểu tượng của tài lộc và điềm lành, là vật phẩm của sự may mắn trong công việc làm ăn và là biểu tượng dùng để biến hung thành cát trong công việc. Thuyền rồng cõng tiền thường được bày trên bàn làm việc của doanh nhân hoặc trong phòng khách, văn phòng, trên bàn thờ thần tài và trên kết bạc để vượng tài lộc. Theo phong thủy, thuyền rồng cõng tiền tài được xem là biểu tượng của thành công trong kinh doanh, do đó nó rất được các doanh nhân yêu thích. Trước đây, những thương nhân Hồng Kông thường chọn hình ảnh thuyền buồm làm logo bởi vì nó tượng trưng cho gió mang lại nhiều cuộc giao dịch, kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Sau biểu tượng rồng, hình ảnh thuyền buồm là biểu tượng được giới doanh nhân Hồng Kông ưa chuộng nhất. 8. Cây tài lộc phong thủy. Các thương gia người Trung Hoa tin rằng cây tài lộc có tác dụng chiêu tài thật sự, do vậy họ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền. Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng, cửa hiệu, phòng khách nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc hoặc trưng trên bàn làm việc, giúp trí não tinh thông. Cây tài lộc còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe, năng lượng dương, do đó có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn. 9. Tranh đá quý phong thủy. Ý nghĩa của tranh đá quý phong thủy chỉ phát huy hết khi sử dụng đúng phương vị, nội dung tranh đúng yêu cầu người sử dụng và chất liệu đá chế tác cũng đóng một vai trò cố định. Trong phương diện hướng đặt tranh, bạn nên biết rằng mỗi căn phòng sẽ được chia làm 8 phương vị. Mỗi phương vị lại ảnh hưởng đến những cung mệnh và phương diện khác nhau trong đời sống, cần tham khảo kỹ lưỡng về vấn đề này trước khi xác định vị trí đặt tranh. Sự nghiệp, tài lộc trong phong thủy thì sơn quản nhân số, thủy quản tài nghiệp. Vì vậy nếu bạn muốn chọn loại ý nghĩa tranh đá quý phong thủy cầu tài lộc thăng tiến, thì hãy chọn loại với họa tiết trang trí liên quan đến nước, đồng thời về yếu tố phương vị thì hãy đặt ở hướng bắc của căn nhà. Với nội dung và hướng đặt như vậy sẽ giúp tăng các luồng khí tốt, giúp thúc đẩy sự nghiệp và tài chính cho người dùng gia đình. Với mục đích này thì các tranh thường dùng là tranh rùa, cá chép, sông hồ, thác nước, thuyền biển. Vấn đề tình cảm, mối quan hệ trong cuộc sống với những người đã thỏa mãn về vấn đề tiền tài hoặc kiếm tiền nhờ các mối quan hệ xã hội thì nên dùng các tranh phong thủy với nội dung về con người, nhưng chú ý là không sử dụng tranh với nội dung nhân vật tôn giáo hoặc tông màu tối, u ám. Nên dùng tranh với nội dung các khuôn mặt tươi cười, hoạt động vui vẻ, hướng phù hợp với mục đích sử dụng này là hướng nam hoặc tây nam của căn nhà. Cầu sự hỗ trợ giúp đỡ trong cuộc sống thì không phải bao giờ cũng dễ dàng, êm đềm. Đôi khi bạn gặp những tình huống khó khăn hoặc có thể nơi làm việc của bạn là những tổ chức từ thiện, luôn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác thì hãy dùng loại tranh đá quý phong thủy với nội dung là những cảnh đẹp trên thế giới như kim tự tháp, công trình kiến trúc lớn, bản đồ hoặc hình địa cầu, các nhân vật tôn giáo, danh nhân và có nội dung không u ám, tạo cảm giác tuyệt vọng, phương hướng hợp là Tây Bắc. 10. Tượng thần tài phong thủy. Quan niệm dân gian của người xưa cho rằng thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, khi nhận được sự giúp đỡ của ông, nhất định sẽ thăng tiến quan chức, tiền bạc, cho nên rất nhiều gia đình đặt ông thần tài trong nhà để hy vọng sự giàu sang, phú quý. Ông thần tài được sử dụng nhằm mục đích cầu phước lành cho gia chủ, vị trí thích hợp nhất cho tượng thần tài đó là đối diện với cửa trước. Dù bức tượng lớn hay nhỏ, nó đều có sức mạnh đáng kể đối với tiền tài của gia đình bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.